bắt đầu quay. Hi, hi everybody. Quay mà vẫn đang quay mà. À bây giờ chúng bọn tôi đang ở Kyushu. Đang quay đấy. Đấy, thầy nó bị điên mẹ rồi mà. Đang ở trên con đường Anzat Logen. Con đường này là quốc lộ. À đéo phải quốc lộ nhầm. Đó là một trục phố để surfing. Ôi, trong bình thường này bình thường là rất là đẹp. Đẹp. Ba thằng công đi ra. Ê, quay ấy đẹp vật. Em thề. Ôi, dí sát mặt vào nhá. Mày cầm mẹ mày quay. Mày cầm mày quay mặt mày xong mày quay cái này. Đẹp cực kỳ luôn. Đẹp vãi này. Hết mình mỏ rồi. Stop. Stop now.